nhỏ thôi, bàn nhỏ thôi. Jennifer, hả? Xong đồ đi đâu vậy? Xong đồ đi, mai đi lên trên kia làm. Ôi, cái gì mà một nghề cho chín còn hơn chín nghề mà cứ làm gì hoài vậy? Trời ơi, nghề cũng phải thay đổi chứ. Giờ làm chỗ nào không được thì phải thay đổi chỗ khác. Bây giờ có chỗ mới rồi. Trời ơi, má ơi, cái này cái gì nữa vậy? Đâu? À, cái áo thun á. Trời ơi, quên, thấy chưa? Trời ơi, xíu nó quên rồi đó. Nó đang dọn dẹp để đi nè. Ok không? Là đi đúng không? Mai bạn cho tôi làm chứ nha. Lên trận tôi nói tiếng trước nha không? Ừ. Tại tôi cũng có người giới thiệu á. Mai là mình sẽ đi đâu? Hiện tại là mình đang ở đâu? À, bây giờ là mình đang ở Cali nè. Cali. À, còn ngày mai là mình đi lên sông Bài. Bà chanh gà. Bà chanh gà như bạn đọc sai gì đó. Tôi đăng lên ta cười đó bạn ơi. Không có bà chanh gà. Tôi nói như vậy người ta hiểu. Bà chanh gà. Bà chanh gà. Dạ, là ở casino bà chanh gà. À, casino là gọi là sông Bài. Sông Bài đó, cái chỗ trội lớn lắm. Trời ơi, là có tiền ở trong đó được. Trời ơi. Là bạn xin vô trong đó làm hay sao? Ta giới thiệu. Trời đó coi, rồi làm ngon không? Ngon nha. Ngon không? Làm trong ngon không? Ngon lắm. Chức vụ cao không? Cao hả? Là làm sòng bài gì? Bây giờ tôi nghĩ là bạn là gọi là cẩm cặp chủ đó. Là bạn là giám đốc sòng bài hả? Không. À, thư ký sòng bài? Không luôn. À, tổ trưởng sòng bài? Không. Vậy thì đẹp nè. Người mẫu sòng bài? Cũng không phải. Chứ làm gì sòng bài? Chia bài. Là chia bài hả? Ok, vui đó. Là ở trong rộng rồi bãi đó. Trời ơi, nhiều lắm. Ý ngày mốt chứ, ngày mai là mình lên trên đó thôi. Ngày mai là ngày mình lên trên đó. Ngày mốt là mình mới làm. Đúng rồi. Trời đất. Ngày coi. Mốt mới bắt tay vô việc. Trời ơi, ok đó. Là hay đó. Đã quá trời đã, luôn. Ở trọng bo chắc nhiều ha. Trời ơi, khách mà thích bo dữ lắm luôn á. Trời ơi, đại gia dù khi mà ta đánh cho người ta thắng đó. Ồ, ta cho mình mà. Trời ơi, cho. Ừ. Bây giờ nếu tôi không chia bài được á hả, thì bạn giới thiệu tôi những cái chỗ khác nghe không? Không, tôi có bạn nhiều lắm. Gì đó hả? Ta giúp đỡ tôi mà. Trời ơi. Tài tế tôi hiền lành dễ thương. Mà bây giờ ai cũng nói là tình bạn của mình rất là diệu kỳ. Rất là đáng yêu và dễ thương. Mình không cãi lộn, mình không đâm thọc, mình không này nọ nữa. Nhưng mà nãy trên xe tôi thấy bạn hiền hè. Sao vậy? Bạn hả? Bạn sợ hả? Con chủ người hèn. Phải. Bạn không có binh, bạn không có chống lời tôi. Trong khi đó nó kêu đang trên xe. Xong rồi cái hả? Anh xin ơi, em bị quên cái điện thoại ở trong đâu? Ở trong cái nhà hàng đó. Mà cái nhà hàng nó cách chỗ đó 9 km. Tôi chạy một mình, tôi chạy như vận động viên SEA Games. Đúng không? Xong rồi tôi vô trong đó tôi kiếm quằn quại, tôi bư hết chỗ. Sao bạn buồn ngủ? Bạn quay clip sao bạn buồn ngủ? Tôi đâu có buồn ngủ, mắt tôi bị ghen. Bị ghen cái gì? Tại sao bây giờ bạn buồn ngủ? Không có buồn ngủ. Bạn không có nhiệt tình. Đâu có, tôi đâu có buồn ngủ đâu. Tôi đang nói công việc làm ăn, sao tôi buồn ngủ được trời. Đúng rồi. Tại vì tôi nghe bạn nói là tự nhiên cái tôi bỏ bạn, không binh bạn. Bạn nói vậy không có đúng nha. Tại vì hai đứa đang vô cái thế kẹt. Sao mà bạn không cãi lộn, làm tôi quá ớt, tôi chửi không lợi. Con bé người hàng thì tôi làm lợi, nhưng mà chồng con bé người hàng cái miệng quá trời tôi làm không lợi. Biết sao không? Đứa nói đứa nhịn. Chứ hai đứa nói luôn, nó quýnh mình. Nó quýnh mình ghê vậy. Tại vì hai vợ chồng nó không có vừa gì đâu. Trời đất ơi. Trời ơi, đâu sơ hở là thấy không? Là ấy đó. Ừ. Rồi bây giờ là ngày mai mình đi bà chanh gà. Bà chanh gà xong bài. Ngày mai trưa là mình đi. Mai trưa mình đi nhưng mà mốt mới bắt đầu làm. À, vậy bây giờ mình sẽ trả cái căn phòng trọ chật hẹp gọi là nghèo nàn này lợi. Mai mình đổi đời nha. Đúng, mình sẽ đổi đời và sẽ... Ê, hê. Rồi bây giờ ở trong sòng bài nhiều khi nguy hiểm bạn. Tôi thấy sợ nguy hiểm. Bây giờ là mình yêu nhau, mình thương nhau quá mà. Đùm bọc nha. Mình phải đùm bọc. Nước chảy đá mòn. Chị ngã gần thì... mực thì đem gần đèn thì sáng. Đúng, bạn đang gần gì? Bạn gần tôi gần mực. Mực. Tôi bị điện bạn ơi. Đúng rồi, mình là đèn chứ sao là mực bạn. Đúng rồi. Điên khùng. Vậy thì chúng ta yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Phải đùm bọc mà ở trong đó nguy hiểm lắm. Đúng rồi, tôi nói nơi nào á mà tại vì sòng bài mà nhiều khi nó cũng phức tạp hiểu không? Vậy bây giờ là mình phải những cái tình huống xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình phải bảo vệ với nhau mình bỏ lửa tắt đèn có nhau. Ví dụ đi bạn, thôi đứng dậy đi, ví dụ đi bạn. Ví dụ gặp những trường hợp mà gọi là không, từ vậy đi bạn. Thôi bây giờ tôi sẽ quay bạn đi. Ok. Ví dụ nha. Ví dụ bây giờ gặp những trường hợp gọi là mình được bo nhiều quá. Thấy không, mình đi làm mà ta thương ta bo nhiều quá. Thì tôi đi ra ngoài đường gặp cướp. Cướp? Đúng, cướp giữa tôi và bạn.
thì bạn sẽ xử lý như sao? Nè, thí dụ nha, cướp nè, nó tống tôi vô nè, cướp, trời ơi, tại sao bắt tay nó luôn? Bạn nhỏ thôi, chủ lên cào đầu mày. Nè, nó trói tay nè, làm gì trói tay tôi, buông tôi ra đi, em chạy đi, chị bảo vệ em, Jessica, đi, nè, lấy sùng mũi tôi đi, lấy nè, nhổ răng tôi đi, chặt cổ tôi đi, trời ơi, đánh tôi đi, giết tôi đi, để tôi bảo vệ em tôi, Jessica, chạy đi em. Hay quá, tình bạn nhiều kỳ, đúng nhiều kỳ luôn. Gặp tôi bị bắt đi. Rồi sao? À, tống đi vô tôi nè, tán mày nè. Chết mày đi, gãy mũi mày nè. Sắm bự quá, sắm vừa thôi. Có càng ngày nó càng nở đó chứ. Thôi, mà sao của tôi nở, mình tao nở. Đáng lẽ là, ok, là hãy là bảo vệ nhau đó, thấy không? Ví dụ trường hợp hai đứa bị bắt luôn, nhẹ nhỏ thôi. Ôi trời. Chạy đi cứ chạy đi. Jessica nghe lời chị, chạy đi. Giận lớn. Chạy đi, chị bảo vệ em. Lúc đó mình sẽ nói với anh cướp. Anh cướp tiếng Anh là gì? Cướp đi. Chưa có học cái đó. Côn đồ không biết hả? Nó cướp mình hả? Mình chỉ hết thôi chứ hết. Mình không biết cướp. Vậy thì bây giờ nó là có phúc cùng người ngồi chia. Nếu như các người đã muốn cướp thì các người hãy... Okay. Bây giờ ngày mai làm đâu? Sòng bài casino và chăn gà nhá. Rồi chăn gà. Ai mà có gà, muốn mà lên bút gì em tôi làm cái gì cứ lên sòng bài gặp tụi tôi. Bà chăn gà nha. Nhớ nha, ngày mai tụi tôi gặp có mặt. Khép lại. Ok. Mai mặt đúng rồi. Mai tụi tôi có mặt ở sòng bài đúng, bà chăn gà. Ai mà yêu thương tụi tôi quá. Là tập chưa, là học chưa, nè. Làm xong bài chưa? Nè, cái này chỉ cho, ta chỉ sơ rồi, chị chỉ chị rồi. Nè, giống như tiêu cho bạn bàn á. Quên đầu mẹ hả? Em về chắc nghỉ sớm lắm. Thôi được. Là 13 đúng không? Kinh. 12 là 12 con giáp đó má. Im để một đứa liếm thôi, một đứa liếm thôi. Mấy rồi? 2 rồi. 3 má ơi. Đâu quá đến đâu hết nha. Bye bye nha.
Sao quýnh tao? Jennifer. Gì? Sao quýnh bạn? Chơi vậy, chơi vàng quá. Vàng hả? Ừ. Giỡn thôi. Em mày yêu thương nhau. Ừ. Ok. Đưa tay đây nào. Mày bên nhau bạn nhé. See you again. Làm ở casino. Điên. Ê, mày điên, mày điên. Trời ơi, cái mày ăn của mày đó con. Tao chưa có đi làm mày trù, tao bị bắt rồi. Cái con Minh Dự này. À, no Lâm, no Jessica. Jessica. And no up, Jessica, chop overthinking. Đó là nhiều á, lớn á, bự á. Over là bự, con hiểu không? Thinking là suy nghĩ, suy nghĩ bự. Được, đi dân hùng ý là nhiều đó, rồi vụ gì, muốn làm gì tôi? Ok, mà Minh Dự ơi. Báo giá, một min. Một min 5,000. Ok. Một min. Một giờ, một one hour. Năm. One thousand. Dạ. Yeah. Và một giờ là một o'clock á, là 5,000 là $5,000. À, nó hỏi mình khi nào rảnh, trời ơi lộn. Ý là đi chơi với nó là 1 giờ $1,000. À, giờ tụi tôi đi làm mấy rồi? Không có. Không, này giá bạn bè đi chơi gặp mặt thôi. Trời ơi, không, đi có điên khùng nhỏ này. Điên khùng. Today you come casino ở Bà Trăm Gà. No, you come còn tôi là come. I come casino Bà Trăm Gà. Tomorrow you work, me work Bà Trăm Gà. Yes. Minh Dự go American what? Du Minh Dự go American what? Đúng rồi, mày qua đây đi làm gì đó con quỷ? Là cái gì? Overnight là anh đi độ á. Hả? À, đi chuyển giới hả? You holiday đó, holiday. Homeless. today, tomorrow. Yeah, tomorrow busy. Yeah, the next. Yes. Yes. Yes, yeah. Baby. Okay, Jessica. Okay. No. Yeah, Jessica. By left. From Việt Nam. Liso Hồ Ngọc Hà. 7 7 1 2 3 4 4 7 4. Để cho có người thông dịch viên ngồi kế bên nè. Nghĩa là Jessica là hai tay ba về Việt Nam để dự live show của Hồ Ngọc Hà. Go. 7 7 7 4. 7 4 là ngày thứ 4 tay. 7 tay 4. 7 tay tháng 4. Còn. No, giờ si ở San Jose đã bay in Việt Nam luôn. Chỉ có lại, chỉ có cô là Jennifer. Đúng rồi, okay. Jennifer về lại Sunny Siu. Ok, vậy là Jennifer, no Jessica đúng không? Yes. Ok. Ok, bye bye Jessica, nhiều sức khỏe nha. Ok, vào go Việt Nam gặp. Nói lâu quá. Ok, bye bye. Ok, bye bye, goodbye. Goodbye Miyu. See you soon na, baby. Ok, you soon. You LGBT. Me too. Ok.
Okay. Là Jessica với nó giống nhau đó, nó nói No, Jessica man. Man, no. Man. Trey là gì? Thẳng á, Trey girl là con gái thẳng. Con gái thẳng, ok. Bye bye nha. Ok, see you soon, I love you. Ok. Love you, bye con. Nói chuyện tiếng Anh quá trời. Quá trời, thôi nói tiếng Anh ghê không? Ai mà nói lại, qua có mấy ngày mà tiếng Anh khủng khiếp chưa? Wow, sing live stream. Bún bò, thank you. Hello, thank you. Thank you. Thank you. Đùng đưa quá, đừng có vậy. Trời ơi, Jessica lên để ý chịu quá. Trời ơi, chị ơi, chị live stream mấy chục ngàn người coi. Trời ơi. Cái này là thôi chị để cho chị cúp tay nè. Ok. Trời ơi, đung đưa. Dưa hấu đung đưa. bậy bạ. Ghê quá, bị điên khùng quá, chị bị gọi là bị sắm sửa, bị ai cặp thánh kêu. Chị bị ê hề quá. Ê hề. Chị sắm bị lố quá. Không, ngày xưa đó before đó. Ngày là, xưa. Before. Vui không? Không tục nha. Vui ok. Before đó, you small. Small. Lemon. Yeah, lemon orange. Yeah. Orange. Now nè. Thời gian. Ăn. Sleep. Ngủ tối ngày. Ăn ngủ tối ngày. Bít. Bự. À. Trời ơi. Ngày xưa là chỉ chanh. Lòn lý. À. Yeah. Phải lòn lý không? Không có lòn lý. Chanh là. Dưa hấu tiếng Anh là gì? Chanh là lemon. Sau này một thời gian nó thành orange. Đúng rồi, orange sau một thời gian sleep. Sleep rồi bit. Dưa hấu là gì? Watermelon. Watermelon. Yeah, watermelon. Đây là cái câu chuyện của Jennifer ngày xưa nha mọi người nha. Thời con gái thì dòng tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là dòng. Thì nói đại không có đi. No, đúng rồi, no một, no dòng một. Yeah. No. Có nhưng mà Smith. Yeah. Min. Muốn gọi là beauty, yeah. Muốn beauty, yeah. Model, catwalk, sàn runway. Yeah. Ok. Rồi cái vô. Doctor. Yeah. In. Doctor là chó mà. No, doctor là bác sĩ. À bác tờ. Yeah. Ok. À bác sĩ. Nhét lemon. Lemon. Ok. Thời gian là gì? Thời gian là before. Before. Lemon. Before là now. Now. Before là lemon. Đúng now rồi. Là, now là bây giờ. Đã bây giờ. No. Orange. Lemon, orange và watermelon. Cái từ đó nghe kỳ quá. Nói không có gọn. Tập nói tiếng Anh kỳ quá. Lemon, orange. Yeah. Now. Now thì bưởi là gì ta? Bưởi là gì? Bưởi phụ bay ơi. Bưởi là gì? Bomelo. 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 Đúng rồi. Now Bomelo. Bomelo. Một bên Bomelo, một bên Guantanamo. Sao nó bị chinh quá vậy? you see Jennifer, Bomelo. Dạ. Rai. Rai là gì? Bên trái. Tên Rai. Rai là bên trái. Rai là Bomelo. À. Ron. Thân lép.
thanh left là bên phải. Ron mà. No. Ủa left left hả? Thanh left là bên phải, thanh right là bên trái. Còn right với Ron là gì vậy? Right với Ron là Ron. Right với Ron là không có. Ron là Ron number là sai rồi. Ủa vậy hả? Thanh left. Gì? Thanh left. Thanh left là gì? Bên trái. Thanh left. Thanh left. Thanh left là B mẹ B B gì quên rồi. Hả? Bự là gì? Bomilo. 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 Phải. Thanh rai, Bomilo. Watermelon. Ok. Ok, thank you, thank you. Ok, thank you. Bây giờ chuẩn bị chúng tôi sẽ qua bên bạch chân gà. Dạ. Để mà làm bên sòng bài. Sòng sòng bài thì bây giờ mình làm một dán chứ. Yeah. Trời ơi, sòng bài làm đằng tôi em tôi chị em tôi đổi đời nha quý vị nha. Tại vì chủ bên casino bà chân gà mướn hai chị em tụi tôi qua bển chia bài hả? Ok, để cho chị lấy đồ cho cái này kia. Dạ đi. À, vô bài gì? Nhà tiến lên. Trời ơi. Sao bài ghê quá, giống như là thần bài nha. Ok, hay quá. Ê, rớt bài kìa. Oh, I'm sorry. Trời ơi, sao vậy, đừng sao nha, tao cho nghỉ việc á. Ok. Ý, dạ, hay quá. Sao bài, nhớ lăn nắp nha. Vô bài. Đi 3 mà cũng 4 được. Ba cao. Tôi định nói chính đúng rồi. Sao tôi sao nó hoài vậy trời. Thiệt là thương á. Ok. Thank you. Bye bye. You and Jessica and Jennifer. Bà chân gà. Dạ bà chân gà nha. Casino. Hai bước tụi tôi nha. Bước okay. Tụi tôi nha. Bye bye. Tới nhà làm luôn. Vui vẻ. Bye bye, bye. Jennifer. Yeah. Con máy là ok, chúng ta đã đến nơi rồi. Bây giờ mình vô phòng nha. Trời ơi, vô phòng. Chị em tôi mới tới gọi là Casino Bà Chá Già. Gì phải không? Đây, bà chăn gà. Bà chăn gà. Đó. Bà chăn gà, trời ơi, khách sạn đẹp quá trời. Đó, trời thiệt á. Một bước lên ngôi. Một bước lên ngôi, ngày mai hả hai đứa tôi đi chia bài. Ok. Bà bốn sáu nè, con em. Đúng rồi. Chú em giữ của chị. Tiên đọc số của em giùm cái Tiên. Gõ đó. Đây. Có ai chồng đừng phá phách cho làm ăn. Mình vô mình phải xin cho mình ở vài ngày á mà. Welcome. Ok rồi em tiện qua chị để giùm em chơi. Welcome. Wow. Trời đất ơi. Sao? Ok. Trời đất cô. Quá trời ok rồi. Quá trời ok. Làm thuê làm mướn. Ừ. Ê, có cái sân trước nữa hả? Trời ơi. Tố bán là chết người luôn thiệt đó trời. Bán cục pin hả? Trời ơi, xin tố đây nè. Ê, hề nè. Quá trời đã luôn rồi. Cái này để ví dụ chị chia bài mệt quá đó. Dạ không, chị ơi, cái phòng chị trong đây giùm cho em nha. Chị vô đây ngồi giùm cho em. Dạ, phòng ở ngoài đây là của em nha. Đó. Đúng rồi, cái đó phòng riêng của chị nha. Wow, đó. Mọi người bây giờ Lê Giang đã vô trong phòng rồi. Quay qua. Đúng rồi, xếp bằng lại. Đúng rồi. Bon. Đó, trời ơi cô ơi. Như cái miếu. Ok, như cái miếu của Jennifer. Trời đất cô ơi. Như cái miếu bà đó tới giờ đi ngủ đó. Cái gì? Quá trời. Ok. Cái đây là cái phòng này, phòng của bạn nha. Okay. Quá trời. Đúng rồi, tự ủi lợi nhăn, ủi nếp nhăn, nhiều khi mà cười riết. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chia tay, sẽ qua bên nhà bên kia của tôi nha. Ok. Bye bye. Bye bye Jennifer. Bye bye. Vô đèn. Ok, wow. Đây nè. Ok. Trời đất ơi, cái phòng cưng ghê không? Trời ơi. Dạ. Là của Ok, màu đen là gì? Màu đen là màu blue. No. White. Black. Black. Black là màu hồng mà. Ok, hồng là pink. À là black. Ok, hiểu rồi. Ok. Ok. À,
À, giờ Jessica đi kiếm phòng đây. 302 gần đây không chị? Michael dắt phụ em đi Michael. Ok ok. 710. So this is going to 710? Yes. Yeah. Ok. Yes. Yes. Dạ. À đúng rồi, dài của em á. Cảm ơn, 5 giờ xuống hả chị? Giờ mấy giờ rồi? Tuyệt vời. Ây da. Đây. Đã. À, quá trời ok. À, bé Jessica sẽ đi vào phòng của mình và chuẩn bị đi ăn. Thì ngày mai mọi người nhớ gọi là đánh bài xong thì Jessica sẽ xuất hiện và làm vui cho mọi người nha. Ê hê. Mai sẽ dọn phòng nha. Mai sẽ có đó, đây xe của Jessica đây. Mai là chiếc xe này chết với Jessica. Thế là có chuyện làm rồi đó. Ok. Thấy là có chuyện làm rồi đó mọi người. Ây ây ây. Ây xa nha. Ừ xa. Ok. Đẹp quá. Thảm ở đây đồ cũng đẹp. Có em Michael ở đâu? À, Michael ở với ai? À. Wow, phòng cho bà Giang ở đây ta. Ok, wow, thank you. Thank you anh. Hẹn gặp anh. À, wifi ở đâu anh? Ok, 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 ok. Ok, ok, cảm ơn, thank you anh Michael. Quá đẹp, quá tuyệt vời, trời ơi, đó, đó, trời ơi, ly nước rồi nè, ê hề nè, ổ điện nè, đó, cái gì cũng có đầy đủ, quá đẹp luôn, đó, wow, ý, phòng này bự dữ vậy trời, trời ơi, cái phòng là tiểu phẩm ê hề ông nội ơi, ê hề tiểu phẩm rồi. Đèn lên. Không biết mở đèn nha. Wow, cái toilet này. Đẹp quá mọi người. Không biết mở đèn nha. Anh thật sự ngon. Một mình Jessica mà ở đây đúng là ở đợi thật là sung sướng. Đó. Một mình Jessica sẽ ở đây nha mọi người. Đó. Hai cái wow, là bốn cái giường luôn. Như vậy là ai muốn qua để ở với Jessica hay không? Ok, quá đã. Quá đã mọi người ạ. Mát không khí, không gian thoáng đãng. Thật là thoải mái. Giờ tập bài. Alo, đi điện về Việt Nam. Alo. Không được rồi. Alo, Win Win à. Em khỏe không? Ok, anh đang ở Suzuka, đang ở casino. Ok, ok, bye bye, tạm biệt. Nhớ anh không? Nhớ à? Làm gì đấy? Có nên không? Có nên rủ không? Có nên rủ, qua đây chơi không? Mọi người, gì mà đá dữ vậy trời? Quá trời đã mọi người ha. Sướng đó. Đi ở đời mà sung sướng vậy đó. Đẹp chưa? Ở đây là bạch chân già. Đây là cái gì? Đèn ngủ. Tủ nước nè. Ở đây có nước nè. Ý tủ lạnh. Ý. Ý cái gì vậy? À. Ok cái này gì? À. Máy cà phê nè. Đẹp
đá mọi người, đựng đá. Ok đó. Giờ là uống miếng xong rồi cái đi ăn. Đi ăn xong rồi cái bye bye mọi người. Jessica muốn thông báo với mọi người là Jessica đã tới Pachanza Casino rồi. Hẹn gặp lại mọi người. Nếu ai mà yêu quý Jessica thì có thể ra đây chơi với Jessica nha. Còn nếu như mà muốn ở lại với Jessica thì hãy qua bên đây và sẽ ngủ với Jessica. Ok.